chiến thắng ngày hôm nay Hùng cho rằng là nó là kết quả của những điều gì? Đấy là kết quả của những điều bọn em đã cố gắng tận dụng những cơ hội tốt nhất của bọn em tạo ra, nên là bọn em có bàn thắng và chiến thắng ngày hôm nay. Mỗi lúc ra sân thì bọn em sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, cho nên là anh em mỗi người vào sân đều cố gắng nỗ lực 200% sức để có chiến thắng ngày hôm nay. Thì đối với đội Viettel thì họ là đương kim vô địch, bọn em biết được những cái điểm mạnh của họ đó, thì bọn em sẽ khắc chế được, cố gắng hạn chế và khắc chế những cái điểm mạnh của họ, và họ có những điểm yếu thì bọn em sẽ tận dụng những cầu thủ ngoài của bọn em, và cầu thủ ngoài của bọn em là gây rất nhiều cơ hội lên thủ thành bên mình, nhưng mà rốt cuộc thì bọn em chỉ có một bàn thắng. Cụ thể là Viettel họ có cái điểm mạnh như nào để chúng ta khắc chế? Đối với Viettel thì từng cầu thủ, từng con người của họ thì xử lý bóng cũng như mọi thứ, như kiểu có cặp tiền đạo Pedro cũng như với là cá quê, là hai người đó là có thể gây đột biến được. Thì trong suốt một tuần qua thì bọn em đã được huấn luyện viên tập rất kỹ về những cái biển đánh của Viettel, cho nên là bọn em vào bọn em nhập trận tốt hơn thì bọn em sẽ giành kết quả tốt hơn. Điểm yếu của Viettel là nằm ở trung vệ Luis. Đó, cầu thủ có thể thể hình rất to nhưng mà cầu thủ có thể chậm chạp, cho nên là bọn em tận dụng tốc độ của Jambi và Fagan, chuyền dùng quả bóng sau đâu là bọn em sẽ giành ưu thế tốt hơn. Và quá trình chuẩn bị của Hải Phòng năm nay có khác gì so với những năm trước hay không? So với năm nay với năm ngoái thì bọn em có nhiều cầu thủ cùng mới về cũng tốt hơn, và đặc biệt là bọn em có cặp Jambi và Fagan trở về thì bọn em có nhiều lối chơi hơn. Và người ta nói là năm nay Hải Phòng đặt mục tiêu top 5, điều đó có đúng hay không, và đâu là cái mục tiêu mà nó thực sự là khả thi với chúng ta? Thì đối với một đội bóng nào thì cũng cần một cái đặt ra cái mục tiêu đầu tiên để phấn đấu tới đó. Thì bọn em cũng lãnh đạo cùng xuống giáo ý đách với là cái top 5, thì bọn em lấy đó làm động lực để cố gắng từng trận đấu để có kết quả tốt trong mùa giải mới này. Ngày hôm nay Hải Phòng chơi rất là tốt, giành chiến thắng ở trên sân, và cổ động viên Hải Phòng ngày hôm nay cũng rất tuyệt vời, không có một quả pháo sáng nào cả. Hùng có thể nói gì về điều này? Dạ, tại vì thực sự là đối với cổ động viên Hải Phòng thì họ luôn chạy hết mình vì đội bóng. Cho dù đội bóng có thắng hay thua thì họ luôn có một lòng yêu cầu thủ, yêu mến cầu thủ. Đó là một điều bọn em rất trân trọng, và chiến thắng ngày hôm nay thì bọn em sẽ dành gửi tặng đến tất cả những người con Hải Phòng có mặt trong trận ngày hôm nay và những người xem qua màn hình. Hùng có cảm thấy tiếc là ngày hôm nay không có Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng không? Nếu không thì sẽ có một trận đấu tốt hơn sau khi mình đã giành chiến thắng trước Trọng Hoàng hay là Nguyên Mạnh. Tại vì mất đi Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng thì đó là cũng lợi thế cho bọn em. Vì hai cầu thủ đấy thì anh cũng tự biết là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Nếu có hai bạn đấy đá thì bọn em sẽ khó đá hơn. Đấy, bởi vì họ sẽ bọc lọt nhau, người Việt thì họ sẽ thông tin và bọc lọt nhau tốt hơn. Hai đội bóng lao đao trụ hạng ở mùa trước là Nam Định và Hải Phòng đã đánh bại được nhà đương kim vô địch và nhà đương kim Á quân. Hùng nghĩ sao về điều này? Thì đối với hai đội bóng năm ngoái trụ hạng thì năm nay bọn em đặt ra mục tiêu cho từng trận bóng vào sân gửi chiến đấu hết mình, làm hết khả năng của mình, thì còn thêm may mắn nữa thì bọn em sẽ có kết quả tốt. Liệu năm nay có phải là một năm rất là khó khăn của tất cả các đội hay không? Bởi vì hai đội cuối bảng năm ngoái có thể đánh bại được hai đội đầu bảng. Thì đội nào cũng có điểm mạnh và cũng có điểm yếu cả. Đó, cho nên là đội nào mà tận dụng khai thác tốt thì đội đó sẽ giành kết quả tốt hơn. Một chút về mục tiêu cá nhân của Hùng. Có lẽ là Hùng rất là khao khát với cái màu áo đỏ của đội tuyển Việt Nam. Dạ vâng, đúng rồi. Thì thật sự với anh thì trong 2 năm, 3 năm trở lại đây thì mình luôn cố gắng tập luyện cũng như thi đấu cũng như mọi thứ để cho mọi người nhìn nhận lại, và rất mong một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình thêm một chiếc áo đội tuyển một lần nữa. Khoác áo đội tuyển Việt Nam nó có ý nghĩa lớn lao như thế nào với cá nhân Hùng? Thì đời cầu thủ thì ai cũng ước mong được một lần khoác lên mình một chiếc áo đội tuyển Việt Nam.
đó là điều vinh dự và vinh hạnh nhất từ đời công vụ sự nghiệp. Và đó chắc chắn cũng là động lực để Hùng phấn đấu. Dạ vâng, đó là động lực cho em phấn đấu trong mùa bóng 2021 này, sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Có điều khi nào trong một giấc mơ mà lại nghĩ là thầy Park gọi mình vào đội tuyển không? Đã bao giờ có giấc mơ đẹp như thế chưa? Dạ chưa, tại vì thực sự là mình cứ cố gắng chăm chỉ tập luyện cũng như mọi thứ ở trên sân cỏ thì mọi người sẽ nhìn nhận mình với một khía cạnh khác, thì mong trong thâm tâm thì rất mong sẽ quay lại đội tuyển một lần nữa.